thôi, tức là rút chữ O. 1 và 2. Rồi ok. Ít nhất là 2 phút nha. Các con nhìn nè. Nha, coi tuyệt chiêu luôn. Nhớ nè, không được đưa vô cổ. Nha. Đưa vào. Con này. Và nhớ không được chia dạy, đưa vào giữa hai chân. Nha, tụt xuống cái là khi tới tới dưới là và là chết xuống được. Không luôn. Nha, nhớ nha. Xuống cái nha, cái bệnh chết em là hiểu rồi. Nhớ nha, không được đưa vào giữa hai chân nha bà con. Vì rút dây này không được lộn. Lộn là không còn cơ hội làm lại nha. Ý. Rồi xong. Rơi tự do. Xong nha. Mà đưa vào giữa hai lòng bàn chân của mình. Nếu ăn dài là tuyệt vời, còn không ăn dài cũng được. Nè mấy con nhỏ nhỏ, mấy con chú ý nha. Cái ăn sống là tuyệt chiêu. Nè, Việt Nam mình là một là sông nước là một, hai là nhà con thần. Nhớ. Rồi. Lúc này cái dây dính vào người của mình là dây trụ. Bà con không được nắm vào nó nha. Bà nắm dây phía ngoài. Thấy chưa? Bà con nghĩ là nếu nắm dây trong thì sao? Đi luôn. Nè, nắm phía ngoài vậy thôi. Được chưa? Rồi lúc này là lực của mình. Tại sao mình người già 70 tuổi xuống được? Tại vì mình 70 tuổi mình đu ra thì dây nó ma sát vào công trình là 70 kg nó dồn vào đó chứ không phải dồn vào tay. Cho nên là mình sẽ xuống nè, tay thuận của mình nè, nắm hai tay qua phải đầu, khi xuống là nắm chắc tay trên và buông tay dưới ra, và tay dưới chuyển ngang càng nắm chắc tay dưới, tay trên mở nhẹ ra và tay dưới đẩy lên đó, vậy nó xuống thôi. Rồi các bạn nhìn nè nha, chỉ xuôi là đứt dây là thua thôi nha. Có nhiều người hỏi tôi đó, anh ơi giờ em đang tụt xuống đứt dây thì sao nha. Thì đó là chú bác ban nè, bà con mình nhìn nè. Rồi mình thuận tay mắt luôn nhìn phía trên nè, thuận tay phải thì nắm dây tay phải luôn, bên trái hơn vòng qua. Bà con nhìn nha, đu ra nè bà con, coi tôi 70 kg và tôi nắm có ba ngón tay nè, bà con thấy chưa? Wow. Cho nên không được lượng không có nè. Nghe tôi hỏi nè, nha, thoải mái rồi nhưng mà đừng sử dụng chúng tôi nha, nắm hai tay. Rồi thoải mái. Ai mà cứ chạy tới chạy lui la hét mình cứ bình tĩnh nha. Chuyển xuống ngang cào đầu xuống nè, nắm chắc tay dưới. Tay trên bà con mở nhẹ ra giữ nguyên nha. Rồi tay dưới đẩy thẳng lên nè. Thẳng lên. Hát một bài cũng được. Ha, thấy chưa? Ok không? Rồi tiếp tục nè. Chuyển xuống và mở tay trên đẩy. Thấy không? Nhẹ nhẹ. Vì mỗi tầng lòng cách nhau mấy mét nè. 3 mét. Cái dù anh là cao 1m7 rồi thì chỉ cần 1m3 nó thôi, xuống khoảng 3 nhịp là tới đất rồi. Nhớ nha. Rồi. Ủa, bên trái mà coi coi nè. Nhìn nha. Rất là đơn giản thôi. Mình nắm chút xíu nha. Tay trái nè. Qua phải đâu. Rồi, khi có cháy người ta làm thì tôi cần biết là cứ tôi chạy đến cái tủ tôi chơi con vòi tôi kẹt cho nách. Người ta chữ thôi, nó nảy sợi kỳ. Lấy gì không lấy con vòi. Nha, nhưng mà khi cùng đường là mình sống nha. Khi là sống của mình đấy. Rồi, này là con nhìn nè. Tôi 70 kg mà tôi nắm có 3 ngón tay này, tôi không phải suy nghĩ gì hết, thấy chưa? Nhưng mà nhớ đừng buông tay nha, nắm hai tay, đừng có trước tôi nha. Chuyển xuống ngang cào nắm chắc ra. Mở nhẹ tay trên ra, ở tư thế thủ, là giữ nguyên. Tay dưới đẩy lên nha, nắm tay luôn cho đẹp. Nắm lại, và tiếp tục chuyển tay. Lật lại như trình cũ, nắm chắc. Mở nhẹ tay trên, và tay dưới đẩy. Thấy chưa? Và xuống tầng dưới, ha. Cứ hướng dẫn bà con chuyển tay lên. Nha, trường hợp mà rớt xuống cái hầm hay là muốn leo lên thì cũng dễ thôi. Không được dùng lực tay mà kéo nha. Mà gọi là mình ăn gian gọi là kỹ thuật kết hợp co gối, và coi nhìn nha. Nếm 1, 2, 3. Đưa hai chân vào nha. 1, 2, 3. Là mình chân mình nhảy co lên. Thì khi mình nhảy co chân thì sao? Cái dây đủ dùng không? Có nha, nó dùng rất là nhiều. Thì lúc này lựa dụng nó dùng thì tay mình kéo mình dùng. Cho nên rất là nhẹ nha, bà con mà kéo trực tiếp là kéo không nổi đâu. Rồi con nhìn nào. Đây. Rồi nhìn nè. Mình máng là mình máng vào những nơi mà nó sát tường vậy là cái độ chịu lực rất là cao. Bà con đừng chơi ở giữa nha, nó gãy luôn rồi. Rồi con nhìn tôi lên nè. 1, 2, 3. Co chân nhẹ nhàng thôi, không cần suy nghĩ gì hết. Sát tường cũng được gãy ra. Rồi đứng lên từ từ. 1, 2. Thấy chưa? Đứng từ nè. 1, 2, 3. Co chân mà kéo lên. 2. Thấy chưa? Cứ thế mà lên thôi. Xuống nè. 1, thẳng tay. Nắm chắc, đẩy. 2, thẳng tay. 3. 3, 3.
Rồi, rồi.